xem xét, chỉ bảo rằng anh cứ chở đưa hàng đảm bảo chất lượng tốt, không cần phải kiểm tra. Anh Ngọc cũng cái gì thì gọi các bạn sang luôn. Còn về chất lượng của ghế thì rất là tốt, tôi cảm thấy rất hài lòng trong 3 năm sử dụng. Bảo hành thế này là tôi cảm nhận là có trách nhiệm với sản phẩm. Nhìn thấy anh em bảo hành là mình cảm nhận là từ dưới gầm ghế như thế là rất là chu đáo. Cảm ơn bên cửa hàng là bảo vệ cái sản phẩm đến cuối cùng, đến giờ này đến bảo hành cho gia đình như là thay mặt gia đình xin cảm ơn bên cửa hàng với anh em. 5-6 tháng rồi, nhưng mà dùng là cảm nhận là cũng được. So với cái hàng siêu thị thì chắc là nó dùng nó phải hơn. Anh em bảo hành ngày 1, ngày 2 là có mặt luôn. Như mình là khách hàng, là người dùng thì cũng cảm thấy rất là hài lòng. Cảm nhận thì nó đánh nó sâu hơn là cái hàng siêu thị. Công ty là ở rất xa, mới đầu mua là cũng hốt nhất là bảo hành. Chung là công ty có anh cái bảo hành như thế là khách hàng rất là hài lòng. Sức khỏe cải thiện nhiều, đội ngũ bảo hành bảo dưỡng rất là chu đáo. Liên tục đến bảo hành bảo dưỡng máy nên là máy chạy rất tốt, êm lái, sức khỏe cảm thấy rất là cải thiện nhiều, rất tốt. Ghế massage nội địa Nhật dùng rất dễ dùng, chạy rất êm lái, bền bỉ, không có lỗi vặt. Quá trình bảo dưỡng đội ngũ bảo dưỡng và bảo hành chăm sóc rất là tốt. Thường xuyên là sang đây 2 năm là cũng 2 lần là gặp sang bên này là bảo dưỡng. Đấy là cũng anh em là rất là nhiệt tình, chủ đạo. Nói chung là cái người tiêu dùng là chú cảm nhận là bên cửa hàng là rất uy tín và có trách nhiệm. Thực sự là nói là rất tin tưởng cửa hàng. Xin chúc công ty của Ngọc Gia Van ngày càng phát triển nhiều hơn nữa. Đấy, và đưa đến niềm vui cho mọi người. Dạ vâng. Cảm ơn chú ạ. Bình thường những người dân bỏ lo tẩm quất này loại cái hệ thống của nó là... So với chúng tôi là những người có tuổi, thỉnh thoảng chiều ngồi trên ghế cảm thấy thoải mái. Cái chế độ bảo hành của cháu này chú có thấy là hài lòng không ạ? Biết là chú cảm thấy là rất hài lòng. Nếu mà được cứ mỗi năm mà cái cháu là gia đình bảo dưỡng được cho chiếc ghế nó bền theo thời gian tuổi thọ được kéo dài, đó là điều mong muốn của khách hàng chúng tôi. Cửa hàng quan tâm đến khách hàng chúng tôi. Vâng, thì số cháu đã thừa, số công ty cháu rất là cảm ơn chú đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của bên cháu. Thấy anh Ngọc Gia Van, công ty của anh có cái ghế massage rất hay, tôi thích và có liên hệ với anh Ngọc qua mạng internet. Chúng tôi không đến tận nơi để kiểm tra xem xét, chỉ bảo rằng anh cứ chở đưa hàng đảm bảo chất lượng tốt, không cần phải kiểm tra. Anh Ngọc cũng làm như vậy, mang hàng đến và tôi chỉ kiểm tra thấy rất ưng ý. Thợ của anh mở ghế ra xem cho tôi xem, ghế rất là ưng ý, hoàn hảo. Sau một thời gian khoảng 2 năm tôi dùng ghế thấy rất tốt, và đặc biệt mỗi khi ghế có sự cố thì tôi gọi anh gặp đến và người thợ của anh đến đây không chậm trễ. Tay nghề của các anh rất tốt và làm rất tốt. Tôi rất thấy ưng ý cái việc chăm sóc khách hàng của anh Ngọc cùng với đội ngũ thợ của anh trong suốt 2 năm sử dụng. Một lần nữa tôi rất cảm ơn anh Ngọc và mong rằng anh Ngọc tiếp tục phát huy những cái gì đó để cho mọi người khách hàng của anh được yên tâm phấn khởi. Một lần nữa tôi chúc sức khỏe anh Ngọc và công ty của anh, mong anh làm ăn phát đạt và hiệu quả cao. Mua ghế massage của Ngọc Gia Van của Nguyên, tôi mua sau 5 dùng cảm thấy chất lượng đảm bảo, và khi có nhân viên đến bảo dưỡng bảo trì
chất lượng ghế sau một năm tôi dùng thì thấy tốt. Nhân viên đến phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo. Cửa hàng thì rất là tốt, nhưng mà không máy móc nó chẳng trục chặt gì nên cũng chẳng phải gọi. Còn khi mà nhân viên đến bảo dưỡng theo định kỳ thì phục vụ rất là nhiệt tình. Sau khi dùng được hơn một năm thì nó xảy ra một cái lỗi nhỏ, thì tôi có gọi điện cho Ngọc Gia Văn, thì gọi sau như vậy khoảng độ cỡ 12 độ một ngày thì là Gia Văn đến và khắc phục thì là được ngay, giờ nó ổn định. Tôi thấy của Ngọc Gia Văn này là được rất là nhiều người tin tưởng, thế thì tôi cũng có liên hệ và hôm nay tôi cũng mua một chiếc ghế này, thì được các cháu nhân viên nó mang đến là chỉ dẫn rất là tận tình và được ngồi thử thì tôi cảm thấy là sướng lắm. Thế thì từ nay là coi như là tôi mong rằng là mọi người cũng nên mua lấy một cái ghế để mà về tự chăm sóc sức khỏe cho mình. Hôm nay là nhân viên đến bảo dưỡng bảo trì rất là tốt. Xin chân thành cảm ơn. À, đấy thì trong thời gian chưa sử dụng, chú thấy cái quá trình bảo hành và chăm sóc khách hàng với cháu có được tốt như kiểu bọn cháu quay video trên phần YouTube không ạ? Nói chung là vấn đề bảo trì bảo hành sau bán hàng là rất là tốt, sản phẩm tốt và hậu bán hàng rất là tốt. Dạ vâng, thì đấy cháu thay mặt ở bên công ty Ngọc Gia Văn xin cảm ơn chú về những lời chia sẻ của chú, cảm ơn chú rất nhiều ạ. Chúc công ty làm ăn phát đạt và duy trì tốt chất lượng và sản phẩm của mình. Dạ vâng. Dòng máy của Nhật này thì dùng thứ nhất là cái da nó rất là tốt, nó êm mái, nó đẹp, da mà dùng đấy mãi từ năm bao giờ cũng không thấy nó sinh chuyển gì cả. Thay mặt công ty cảm ơn chú cũng là chia sẻ của chú ạ. Tên là Dương Phú Hoa, quê tôi ở thôn Minh Trung, xã Tân Chi, huyện Yên Dung, tỉnh Bắc Ninh. Cũng có được một số anh em bạn bè quen biết giới thiệu mua cái máy massage này của công ty. Qua thời gian cũng được 6-7 tháng rồi. Còn trong cái thời gian được 6-7 tháng thì hôm nay công ty lại đến bảo hành, bảo dưỡng cho cái máy và vệ sinh thì bây giờ mình nằm thì cảm thấy ngồi nó sướng hơn, nó sạch sẽ hơn, mát nhà máy móc nó chạy nó sẽ êm hơn, được bảo hành bảo dưỡng thì nó sẽ tốt hơn. Nói chung là công ty làm được cái này thì nói chung là gia đình cũng cảm thấy yên tâm mua sản phẩm của công ty. Ngày mai thì nói chung là tôi sẽ được làm cái máy này, thì nói chung là thời gian tới sẽ làm sao công ty sẽ bảo hành bảo dưỡng tốt hơn cho khách hàng. Đây là tôi xin cảm ơn công ty. Về chất lượng của Ngọc Gia Văn thì anh thấy là nếu mà miền Bắc mình nhá, vâng, là số 1. Dạ. Số 1 đấy. Vâng. Bởi vì sao? Bởi vì vâng, các bạn làm được mấy điểm này, là đơn vị đầu tiên mà dám mà bảo hành sâu nhất. Vâng. Thứ hai nữa là dám để cho người dùng chở 2-3 máy đến để cho người dùng chọn, đúng không? Vâng, và đúng không ưng các bạn rất là ok. Không vâng, nhiều đơn vị làm được thế đâu. Ngày trước anh mua con này có phải bên Ngọc Gia Văn nó bị hỏng mà anh nhờ Ngọc tư vấn cho anh, thì Ngọc cũng cử một anh em đến vâng để hỗ trợ cho anh. Nó rất là mệt mỏi này, mình sử dụng cái là nó kiểu con người nó thoải mái luôn, sướng. Nói chung là mua được 3 năm rồi, cái này là mình dùng thế này nó cũng tốt. Rồi cái nhân viên này cứ vài tháng cái lại sang có mặt để bảo dưỡng và tiếp cho nó tốt. Không được cái mua về cái chỗ là tin tưởng này cũng hay hơn. Thì tôi xem một cái mắt xa mấy chỗ rồi, mà khi tôi sang liên thì tôi thấy chỗ là Ngọc Gia Văn rất chân tình, mà mua bán rất là nhanh, thanh niên nhưng mà phải nói là và mua bán rất là nhanh và rất là chân tình, có cả chính sách coi là bảo hành kiểu thế, mà nắng rất là đáng tin cậy. Cảm ơn cửa hàng, cảm ơn tất cả các cháu đã qua lại giúp ngay nhà chỗ coi bảo dưỡng lại như thế, cho nó sạch đẹp đi, mới như thế này thì rất là hài lòng. Vâng, cảm ơn nhé.